Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Biến thành ấu long bị nắm phòng nhặt được, kinh động quốc gia, Trần Diệu vừa thức tỉnh liền nhìn thấy mình bị phong mùi mùi ôm vào trong ngực, nhìn vẫy trên người, hắn còn tưởng rằng mình là cá. Không nghĩ tới sau khi phát sóng mùa thứ sáu, trực tiếp kinh động đến cục an ninh. Mà Trần Diệu cũng rốt cục từ trong ảnh phản chiếu của nước biển, thấy được bộ dáng của mình. Mình dĩ nhiên là tượng trưng cho văn minh viêm hoàng, ngũ trảo kim long. Hống hống hống. Trần Diệu cho biết, gấu trúc quốc bảo gì, ở trước mặt mình căn bản không đủ nhìn, bản long mới là quốc bảo chân chính. Trái cây và rau quả ăn, phải là hàng tươi mới vận chuyển từ bên ngoài tới, nơi ở, toàn bộ hòn đảo đều là lãnh địa của tôi. Không vui bản long liền tuyệt thực. Trừ phi để cho tử phong mùi mùi ông ta, nếu không tiểu ra một miếng cơm cũng không ăn. Vui vẻ tôi có thể hô phong hoáng vũ, vui vẻ tôi còn có thể chà sát cái tàu sân bay chơi đùa. Biển xanh trời xanh, bản lông chính là đệ nhất thiên hạ. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương một. Trùng sinh chi ta là một cái trứng, một, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trần Diệu cúp máy. Hắn nhớ rõ ràng, chính mình rõ ràng đã tắt thở nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới trong lúc hoảng hốt mình lại biến thành một loại động vật nào đó hắn cố gắng muốn mở mắt ra đáng tiếc lại tốn công vô ích chỉ là mơ mơ màng màng cảm giác mình giống như đang ở một nơi tối tăm ngàn vạn lần đừng là da cầm gia súc gì đó trong lòng trần diệu yên lặng cầu nguyện dù sao gà việt ngỗng những da cầm này trên cơ bản vận mệnh cuối cùng đều là được bưng lên bàn ăn hắn cũng không muốn biến thành mỹ thực trong miệng người khác. Có vẻ như ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh ta. Trong thoáng chốc, nó cảm thấy như thể nó đã được nâng lên. Gì, nơi này có một quả trứng. Thanh âm nói chuyện rất ôn nhu, rất dễ nghe, phản phất như âm thanh của tự nhiên, lập tức khiến cho tâm tình trần diệu vui vẻ. Người nói chuyện hình như tuổi còn nhỏ, là một cô gái. Trần Diệu chỉ có thể nhận được nhiều tin tức như vậy. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy như mình đang bay lên trời, giống như bị ai đó bế lên. Mùi mùi, làm sao vậy? Lúc này, một thanh âm khác truyền đến. Trần Diệu nhất thời ngây ngẩn cả người. Giọng nói này rất có độ nhận biết, đây là giọng nói của người dẫn chương trình nổi tiếng Hà Lão Sư. Trần Diệu rất thích xem tiết mục của hắn, đương nhiên đối với thanh âm của hắn phi thường quen thuộc. Có chuyện gì vậy? Không phải mình đã chết rồi sao? chẳng lẽ biến thành một quả trứng, lại bị hà lão sư cùng bằng hữu của hắn nhặt được. Em gái! Không phải là tử phong mùi mùi chứ? Cố gắng giải dụa, Trần Diệu muốn phá vỡ vỏ trứng, nhưng rất đáng tiếc, mặc dù hắn phi thường cố gắng, nhưng vẫn tốn công vô ích. Cảm giác như nó đang di chuyển. Lúc này, tử phong mùi mùi bỗng nhiên nói. Ta có thể cảm giác được. Ha ha, không phải là muốn phá vỏ mà ra chứ thầy Hà cười trêu chọc nói. Ha ha, tử phong kia chẳng phải là người biến thành mẹ của hắn sao? Lúc này, một giọng nói khác xuất hiện. Trần Diệu cẩn thận nắm lại, hình như là giọng bành bành. Ai nha, ca. Tử phong mùi mùi nhất thời thẹn thùng không thôi, trừng bành bành một cái nói. Ta chính là cảm thấy quả trứng này rất đáng yêu, bằng không đem nó mang về đi. Cũng được. Hà lão sư tự hồ đang cùng ai thương lượng, một lát sau nói: Cứ như vậy, chúng ta mang nó về, làm cho nó một cái ổ, Tử Phong ngươi tới chiếu cố, nhìn xem có thể nở ra cái gì. Tôi cảm thấy mình là một con gà." Bành Bành nói. "Con gà cái đầu ngươi a, à, ngươi từng thấy trứng gà lớn như vậy sao? Ta cảm thấy hẳn là động vật cỡ lớn nào đó." Ý Hưng ở một bên nói. "Bằng không không có khả năng lớn như vậy." Nếu không, chúng ta chụp một tấm ảnh, đăng lên ui bù đi. Hà lão sư nghĩ nghĩ nói. Cũng được. Đám người bành bành và ý hưng đều gật đầu. Hôm nay là kỳ một của chương trình hướng tới mùa thứ sáu. Bởi vì mấy mùa trước tỷ lệ người xem và danh tiếng đều xuất hiện vấn đề, không ít người đều lên án tổ tiết một làm việc không dụng tâm, cho nên mùa này, bọn họ lớn mật mở ra hình thức truyền hình trực tiếp. Mục đích cũng rất đơn giản chính là vì vãn hồi trái tim người xem. Kết quả không ngờ tới. Vừa mới bắt đầu quay phim không bao lâu, em gái tử phong lại nhặt được một quả trứng ở bờ biển. Ngay lúc này, màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp đều đã nổ tung. Nằm rảnh. Đây là vật gì? Lại nói, ta có chút mơ hồ, đây không phải là loại trứng tê tê gì đó chứ. Dưới biển, các đại ca, là nhặt được từ dưới biển có phải là trứng cá voi không có con vật nào sinh ra dưới biển không cái này thật sự không biết tôi cũng không biết chưa từng nghe nói qua ha 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 có khả năng hay không chính là trứng gà trứng việc gì đó trong thôn hẳn là không phải không có lớn như vậy đúng vậy không phải là trứng cá mập chứ tôi nhớ cá mập hình như là đẻ trứng nơi này không phải gọi là thôn cá mập đường sao đậu má ngươi nói rất có đạo lý trên màn đạn, một đám người xem ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Bọn họ thật sự có chút tò mò, đây rốt cuộc là thứ gì? Mà Trần Diệu đang ở trong trứng, kỳ thật cũng tò mò như vậy. Mình rốt cuộc là giống loài gì? Chẳng lẽ nói, thật sự là một loại da cầm? Hay là một loại sinh vật lớn nào đó? Vừa rồi tử phong mùi mùi còn là ai tới, giống như đã nói qua, mình là ở trong biển thổi qua. Chẳng lẽ mình là trứng của một loại cá đẻ trứng nào đó? Nghĩ đến đây. Trần Diệu cảm thấy mình có chút mơ hồ. ts Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu vé tháng ủng hộ. Bảo đảm canh năm, 2.000 hoa tươi thêm canh một, 100 phiếu đánh giá thêm canh một, tấm vé tháng thêm canh một, 100 thư tệ khen thưởng thêm canh một. Xin mọi người ủng hộ một chút. Chương không hai ta phải làm một cái động vật bảo hộ hai cầu tươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio trong mơ mơ màng màng trần diệu bị ông trở về phòng nắm hắn biết người ông mình là tử phong mùi mùi bởi vì dọc theo đường đi không ngừng có người ở bên cạnh cùng tử phong mùi mùi nói chuyện bọn họ đều rất tò mò bên trong vỏ trứng này rốt cuộc là động vật gì chỉ một lát thôi trần diệu cảm giác mình bị đặt ở một nơi nào đó ngươi nằm ngoan ngoãn đây là ổ ta làm cho ngươi tử phong mùi mùi ngồi xổm ở đó nói với trần diệu tuy rằng cô cũng không biết bên trong vỏ trứng là động vật gì nhưng cô luôn có một loại cảm giác tiểu động vật này tự hồ rất thích mình cô đã quyết định nhận nuôi anh chàng nhỏ bé này miễn là những gì nở ra không phải là loại động vật bảo vệ trần diệu nghe tử phong mùi mùi nói hơi có chút kích động hắn ở trong vỏ cố gắng lăn lộn muốn phá vỏ mà ra nhưng vỏ trứng này lại cứng rắn vô cùng chỉ nhẹ nhàng lắc lư vài cái ai nha không sợ không sợ tử phong mùi mùi nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trứng ôn nhu nói không sợ à không sao ta ở đây trần diệu có chút ngoài ý muốn không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy tử phong mùi mùi giống như đem chính mình làm sủng vật cố gắng cảm thụ được thân thể hiện giờ của mình, Trần Diệu cảm thấy mình giống như có vảy. Và chính mình hình như là cuộn tròn thân thể. Cha. Tôi sẽ không là một con cá, phải không? Trần Diệu cố gắng nhớ lại tri thức sinh vật đáng thương của mình, muốn nhớ lại một chút dạng cá gì trên người có vảy, hơn nữa còn là trứng. Chẳng lẽ là cá voi? Không đúng. Trong ấn tượng cá voi không có vảy chẳng lẽ là rắn cũng không đúng mình có thể cảm giác được mình có tứ chi điều này nói rõ mình hẳn là động vật có vú trong khoảng thời gian ngắn trần diệu hoàn toàn bối rối tử phong mùi mùi bên này trêu đùa trứng trước mặt người đại diện phía sau đi tới tử phong sau này con chú ý một chút đừng mang về bất cứ thứ gì người đại diện trong mắt đối tử phong mùi mùi nói thứ này vạn nhất có virus làm sao bây giờ biết rồi chị hà chị không cần cẩn thận như vậy chứ tử phong mùi mùi có chút kinh ngạc nói ta cảm giác hẳn là không đến mức đó cẩn thận không có sai lầm lớn người đại diện cười khổ nói vốn ngươi hiện tại đã bị rất nhiều nhìn chằm chằm truyền ra ngoài làm sao bây giờ tử phong mùi mùi im lặng không nói bởi vì chuyện tình yêu bị phơi bày Quả thật cô phải chịu rất nhiều chỉ trích, đây cũng là nguyên nhân tâm tình cô không tốt, muốn nuôi thú cưng. Được rồi, nuôi trước đi. Thấy Tử Phong mùi mùi ẩm đạm biểu tình, người đại diện nói, chỉ cần không phải bảo vệ động vật, người nếu là thích, liền giữ lại nuôi. Dù sao ở loại địa phương này, cũng sẽ không có cái gì cấp quốc gia bảo hộ động vật, cho nên ai cũng không coi ra gì. Đoán chừng chính là một loại động vật nào đó mà thôi. Chỉ cần không nguy hiểm nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Trần Diệu trốn ở trong vỏ trứng, nghe Tử Phong muội mùi vì mình theo lý tranh luận, tâm tình ngược lại rất tốt. Loại cảm giác được người ta coi trọng này thật sự rất tốt. Em gái Tử Phong rất nhanh bị người đại diện gọi đi, mà Trần Diệu nằm ở trong ổ của mình, còn đang cố gắng ở trong bóng tối cảm thụ thân thể của mình. Có vậy, có tứ chi, hơn nữa trên đầu hình như có sừng các loại đồ vật, đội vỏ trứng có chút khó chịu. Trần Diệu yên lặng suy đoán. Chẳng lẽ mình biến thành một con thằng lằn? Nếu là như vậy, nói không chừng chính mình thật sự sẽ biến thành tử phong mùi mùi sủng vật. Bởi vì hắn xem qua một quyển sách, trên đó nói toàn thế giới có hơn 3.000 loại thằng lằn, nhưng chân chính thuộc về bảo vệ động vật, kỳ thật chỉ có 3 loại. Cụ thể một chút là mấy cấp bảo hộ động vật, Trần Diệu cũng không nhớ rõ. Nhưng không có con thằng lằn nào còn lại ngoài ba loại này thuộc nhóm động vật bảo vệ nếu là như vậy mình sẽ mỗi ngày ở bên cạnh tử phong mùi mùi nghĩ đến đây trần diệu ngược lại có chút lo lắng nói đi nếu như lựa chọn giữa làm sủng vật và làm động vật bảo vệ hắn khẳng định không chút do dự lựa chọn về sau dù sao sủng vật là xem chủ nhân tâm tình sống qua ngày mà nếu bảo vệ động vật đó chính là có khu bảo tồn hoang dã nhất là quý trọng bảo vệ động vật còn có chuyên gia hầu hạ so với những động vật bị thả ra giả ngoại tự sinh tự diệt hạnh phúc quả thực không cần không cần vậy Trần Diệu thật sự hy vọng mình là một động vật được bảo vệ tối thiểu cũng phải có khu bảo vệ động vật chuyên môn mới được t cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu khen thưởng cầu vé tháng ủng hộ bảo đảm canh năm 2 ngàn hoa tươi thêm canh một 100 phiếu đánh giá thêm canh một mười tấm vé tháng thêm canh một 100 thư tệ khen thưởng thêm canh một Xin mọi người ủng hộ một chút. Chương 03 Phá xác mà ra trần diệu, 3, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu. Trần Diệu cảm thấy móng vuốt của mình tự hồ có chút khí lực. Hắn gõ gõ vỏ trứng trước mặt mình. Ca, ca. Vỏ trứng phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Nếu như có người ở bên ngoài, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản đặt trên mặt đất cái kia trứng thế nhưng trên vỏ trứng bắt đầu xuất hiện vết rách và bắt đầu lắc lư thật ra trần diệu đã mệt mỏi không chịu nổi hắn cảm giác thân thể của mình đều giống như là muốn bị vét sạch cuối cùng cùng với tiếng gõ của hắn cuối cùng vỏ trứng cũng vỡ ra phù một tiếng trần diệu chỉ cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng lập tức ngồi phịch xuống đất tứ chi chạm đất nằm ở nơi đó nhìn tứ chi giống như móng gà của mình trần diệu không khỏi một đầu dấu chấm hỏi chính mình đây là biến thành cái đồ chơi gì chẳng lẽ biến thành rùa rồi lắc lư một chút trần diệu rốt cục trở mình quỳ rạp trên mặt đất ồ trên lưng không có mai rùa xem ra mình không phải một con tiểu vương bác trần diệu trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất hắn theo bản năng vẫy vẫy đuôi thật đáng yêu a à. đúng lúc này một thanh âm vang lên. Nguyên bản phong mùi mùi nghe được động tĩnh vừa rồi, sớm đã đi tới cửa, đi theo bên cạnh nàng, còn có hà lão sư cùng bành bành đám người. Vừa vặn. Cô thấy được một màn trần diệu vẫy vẫy đuôi. Nhìn động vật chỉ to bằng con chó con mới sinh ra trước mặt, trong nháy mắt tình yêu của cô đã tràn lan. Không nói hai lời. Trực tiếp đi tới, vương tay bế trần diệu lên. Ai nha, tử phong ngươi cẩn thận một chút đừng cắn ngươi hà lão sư lo lắng nói không có việc gì tử phong mùi mùi lại căn bản không lo lắng mà là nhìn về phía hà lão sư hà lão sư đây là động vật gì ngươi nhận thức sao thầy hà đánh giá bộ dáng trần diệu từ trên xuống dưới bất đắc dĩ lắc đầu trần diệu bên này hắn cũng mở to hai mắt đánh mặt lên thế giới này đến bởi vì chăng phong mùi mùi ôm hắn ngoại trừ biết có tứ chi cùng đuôi ở ngoài cái khác đều không biết. Nói thật đi. Chút kiến thức sinh học đáng thương kia của hắn đã sớm trả lại cho lão sư. Hiện tại ngươi cho dù để cho hắn nhìn, hắn cũng không biết mình biến thành một cái đồ chơi gì. Vậy. Hắn trông cậy vào có thể từ trong miệng Hà lão sư lấy được một chút tin tức hữu dụng. Cái này, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này. Thầy Hà quan sát Trần Diệu hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Tử Phong con nên cẩn thận một chút, đừng để nó cắn. Bành bành lo lắng nói với tử phong mùi mùi. Thật đáng yêu, tôi có cảm giác nó sẽ không cắn đâu. Tử phong mùi mùi cũng lơ đỉnh, cười hì hì nhìn Trần Diệu trong lòng mình nói. Các ngươi xem, nó còn có sừng, hình như không lớn, lớn lên phỏng chừng sẽ xuất hiện. Đúng vậy, người này cư nhiên còn có trâu. Ý Hưng ở một bên cũng đánh giá Trần Diệu một phen, vừa cười vừa nói. Râu. Trần Diệu trợn tròn mắt. Mình không phải vừa mới sinh ra sao, làm sao còn có trâu? Hồi tưởng lại tin tức mình biết được, Trần Diệu có chút lúng cuống. Có vậy, có trâu, và sau đó sẽ có trâu, và chân tay, một loài bò sát nào đó có đuôi. Chẳng lẽ mình thật sự là loại thằng lằn nào đó? Hay là một loài cá sấu nào đó? Ta mẹ nó rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Trong lòng Trần Diệu không tiếng động hò hét ngay cả hà lão sư ngươi cũng không biết bằng không chúng ta đi hỏi hoàng lão sư đi tử phong mùi mùi suy nghĩ một chút nói với mọi người hoàng tiểu trù là người có tri thức uyên bác nhất bác cổ thông kim là người văn hóa chân chính mấy người bọn họ không biết tiểu động vật này nói không chừng hoàng tiểu trù sẽ biết thầy hoàng đến tổ tiết mục nói chuyện hà lão sư bất đắc dĩ nói chương trình hôm nay là kỳ một quay xong cảnh mọi người đi bờ biển hiện tại đang nghỉ ngơi. Đầu bếp Hoàng Tiểu là một trong những trung tâm của chương trình, bị nhà sản xuất Trương Hàng Tây và đạo diễn Vương Chinh Vũ gọi đi. Vậy nếu không, chụp ảnh đăng lên Weibo đi. Ý Hưng suy nghĩ một chút rồi nói. Không chừng trong đám cư dân mạng, có người có thể nhận ra đây là động vật gì. Trong Internet ngày nay, đặc biệt là trên WeChat, thật sự là ngọa hổ tàn long. Nói không chừng thì có đại thần nào đó tồn tại, nhìn thấy bức ảnh này, nhận ra tiểu động vật này là cái gì. Em gái tử phong vừa nghe liền có hứng thú, dứt khoát buông Trần Diệu trong lòng xuống, chụp một tấm ảnh Trần Diệu manh manh. Sau đó, cô liền đăng ảnh lên Weibo của mình. Hơn nữa còn phối hợp với một thuyết minh đơn giản. Tôi nhặt được một quả trứng ở bờ biển, ấp ra một cậu bé kỳ quái, dáng vẻ của cậu ta trước giờ tôi chưa từng thấy qua, có ai biết đây là cái gì không? PS. Cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu vé tháng ủng hộ. Bảo đảm canh 5, 2.000 hoa tươi thêm canh 1, 100 phiếu đánh giá thêm canh 1, 10 tấm vé tháng thêm canh 1, 100 thư tệ khen thưởng thêm canh 1. Xin mọi người ủng hộ một chút. Chương 04 Hình này tuyệt đối là P, 4, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. vi bác Cao nghĩa là một cái paparazzi, ngày thường chạy giải trí tin tức, kiếm miếng cơm ăn. Chu Văn Tân là đại đồ đệ của hắn, cũng là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Thời khắc ánh sáng cao nhất của hai người chính là đã từng phơi bày tin tức nam diễn viên ngoại tình. Hôm nay hắn đang lướt Weibo, bỗng nhiên nhìn thấy Tử Phong mùi mùi vừa mới cập nhật Weibo. "Sư phụ, người xem con vật này có chút ý tứ a." À? Chu Văn Tân nói với cao nghĩa. Cao nghĩa bưng chén trà nghe vậy, nhìn thoáng qua tấm ảnh kia nhất thời nở nụ cười. A à, Tân ngươi đây là nơi nào tìm được ảnh chụp, đây không phải là rồng sao? Tử Phong, cô ấy vừa mới đăng Weibo bộ, nói mình nhặt được một quả trứng, ấp ra một con vật như vậy. Chu Văn Tân giải thích với Cao Nghĩa. Đoán chừng là ác tác kịch. Cao Nghĩa biểu môi nói. Tử Phong này hiện tại cũng là sa đọa, bởi vì chuyện tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng, tin tức tiêu cực quá nhiều, cho nên mới nhàm chán như vậy. Ngươi xem hình ảnh này, miệng giống ngựa, mắt giống cua, lỗ tai giống trâu, vậy giống cá chết, thân thể giống rắn, đây không phải là ảnh chụp một con rồng sao? Nói như vậy, thật đúng là rất giống. Chu Văn Tân gật đầu nói. Không phải giống, chính là Cao Nghĩa Ngạo nghễ nói. Ngươi xem móng vuốt của nó, có phải giống như diều hâu hay không, cùng trong sách nói rồng giống nhau như đúc đây căn bản là chiếu theo trên mạng những tư liệu kia làm ra hình ảnh được rồi thứ này nhìn rất chân thật chu văn tân thở dài một hơi nói bình thường cao nghĩa nhúng nhúng vai lòng ghi chép đều bao nhiêu năm hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát triển một cái ảnh chụp mà thôi từng phút cho ngươi làm ra trông rất sống động ngươi xem những kia điện ảnh phim truyền hình thật là a à. nói cũng đúng cao nghĩa nói để cho chu văn tân gật gật đầu không thể không nói sư phụ vẫn rất có kiến giải a à, tân tiểu tử ngươi sẽ không thật tin tưởng trên thế giới này có long loại sinh vật này chứ thấy đồ đệ còn chưa hết ý nhìn tấm ảnh kia cao nghĩa cười hỏi ta cảm giác vẫn phải có chu văn tân do dự một chút vẫn là đối với cao nghĩa nói ra ngài nói chúng ta được xưng là rồng truyền nhân cái này khẳng định là có xuất xứ đi coi như là đồ đằng sùng bái cái kia lão tổ tông khẳng định cũng là gặp qua rồng, bằng không dựa vào cái gì ảo tưởng ra cái này hình tượng. Cao Nghĩa ngẩn ra. Trầm mặt một lát, hắn gật đầu. Nói như vậy không sai, bất quá đã bao nhiêu năm rồi, nếu thật sự có rồng, đã sớm tuyệt chủng rồi. Nói cũng đúng. Chu Văn Tân nở nụ cười. Nếu là rồng thật, phỏng chừng đám chuyên gia cổ sinh vật kia điên rồi. Còn là chuyên gia sinh vật cổ đại. Cao Nghĩa lường hắn một cái. Nói như vậy đi, danh hiệu quốc bảo chắc phải nhường gấu trúc rồi. Nghe được lời của hắn, Chu Văn Tân ngẩn ra, sau đó cười ha ha không thôi. Hắn biết. Cao Nghĩa nói thật đúng là lời thật. Tuy rằng gấu trúc cho tới nay đều được gọi là quốc bảo, dáng vẻ thơ ngây khả ái khiến người ta triều mến. Nhưng so sánh với rồng, địa vị trong lòng người dân quả thật không thể so sánh. Đừng quên! Chúng ta được xưng là con cháu Viêm hoàng, truyền nhân của rồng. Địa vị lịch sử của rồng trong toàn bộ quốc gia quả thực là chí cao vô thượng. Vô số thần thoại truyền thuyết cũng thì thôi, liền ngay cả hoàng đế đều xưng là Long tử Long tôn. Thời đại vương triều phong kiến, ngoại trừ hoàng thân quốc thích, không ai có tư cách theo rộng lên quần áo. Cho dù là hiện đại, cũng vậy thôi. Bởi vì rồng là biểu tượng của cả dân tộc Viêm hoàng tầm quan trọng của nó đã sớm ăn sâu vào cốt tủy chỉ bất quá cho tới nay long đô chỉ tồn tại trong truyền thuyết căn bản không ai tận mắt nhìn thấy rồng sống cho nên cho dù chúng ta có thích thế nào cũng chỉ có thể quy nạp nó vào trong sinh vật thần thoại truyền thuyết nói trắng ra không có hiện vật rồng chỉ có thể tồn tại như biểu tượng tinh thần của dân tộc chúng ta mà quốc bảo chỉ có thể là gấu trúc tuy rằng trân quý nhưng còn chưa có diệt tuyệt nhưng mà đúng như cao nghĩa nói nếu đây thực sự là rồng không có gì bất ngờ toàn bộ quốc gia đều sẽ sôi trào vô luận là chuyên gia giáo sư hay là dân chúng bình thường đều sẽ điên cuồng sùng bái con rồng này bởi vì điều này có nghĩa là truyền nhân của con cháu viêm hoàng chúng ta cái danh hiệu này không phải lão tổ tông đang khoác lác đang ý dâm mà là chân chân thật thật tồn tại nghĩ đến đây Chu Văn Tân lại nhìn thoáng qua ùi bộ của Tử Phong muội muội, lắc đầu, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Đáng tiếc. Nếu đây là một con rồng thật thì tốt biết bao. PS Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu vé tháng ủng hộ. Bảo đảm canh năm, 2.000 hoa tươi thêm canh một, 100 phiếu đánh giá thêm canh một, tấm vé tháng thêm canh một, 100 thư tệ khen thưởng thêm canh một. Xin mọi người ủng hộ một chút chương không năm. Hôm nay không phải ngày cả tháng tư, năm, cầu hoa tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thật ra, không chỉ có hai người Chu Văn Tân và Cao Nghĩa đang thảo luận về uầy bộ của tử phong muội muội Vô số cư dân mạng, kỳ thật đều đã bàn tán sôi nổi. Dù sao fan của em gái tử phong cũng có mấy triệu. Hơn nữa cô cũng không phải là loại người thường xuyên đăng Weibo. Ngay lúc này. Bình luận bên dưới tấm ảnh kia đã vượt qua 10.000. Tình huống gì? Thứ này xấu quá. Đúng vậy, cảm giác rất kỳ quái. Nói thật, làm sủng vật cho ta, ta đều ghét bỏ nó xấu, Tử Phong mùi mùi chính là quá thiện lương. Ta cảm giác như thế nào, thứ này giống như một con rồng. Ha ha, đừng náo loạn, làm sao có thể, ta mới không tin. Long, ngươi cũng đừng chà đạp đồ đặng của chúng ta thứ này căn bản không thể là của rồng nói không chừng ảnh chụp đều là tổng hợp đúng vậy hôm nay là cá tháng tư chết tiệt không thể nào tử phong mùi mùi nhàm chán như vậy tôi hiểu rồi đây là trò đùa cá tháng tư không có ý nghĩa đi lấy thứ này lừa gạt người ta phát hiện tử phong hiện tại thật sự là thả bay chính mình nếu là rồng thật ta ăn phát ăn tường tính ta một cái không thể không nói Phần lớn mọi người thích trồng, vẫn là phi thường nồng đậm. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ nhìn thấy bức ảnh Tử Phong gửi ra, mới có thể cảm thấy vô cùng hoang đường. Trên thế giới này làm sao có thể có trồng sống tồn tại? Nếu thật sự có, nhiều năm như vậy, những chuyên gia vệ tinh kia đều là làm cái gì ăn? Đây chính là trồng a. Đằng Vân Giá Vũ, Hồ Phong Hoáng Vũ Long. Chẳng lẽ nói thời đại thần thoại trong truyền thuyết, thật sự tồn tại. Làm sao có thể? Hãy tin vào khoa học. Cư dân mạng nhau nhau nhắn lại trên ủi bộ của em gái tử phong, hơn nữa còn nói cho cô biết, trò đùa cá tháng tư này, một chút cũng không buồn cười. Ngôi nhà nắm. Nhìn hồi âm trên điện thoại di động, em gái tử phong tức đến phát khóc. Đám người này cũng quá đáng hận, rõ ràng mình nói thật, bọn họ vì sao không tin. Bọn họ bọn họ sao có thể nói như vậy? Tử Phong Mùi Mùi đáng thương nhìn về phía Hà Lão sư. Hà Lão sư, ta rõ ràng không có gạt người. Cái này. Cô giáo Hà nhìn em gái Tử Phong, trong mắt cũng tràn đầy đau lòng. Nhưng vấn đề là, tự như cư dân mạng nói như vậy, tiểu gia hỏa này lớn lên thật sự là quá xấu. Hơn nữa hôm nay còn là cả tháng Tư. Cho nên mặc kệ Tử Phong Mùi Mùi nói cái gì, tất cả mọi người cảm thấy nàng đang nói đùa phỏng chừng cho dù bây giờ cô quay một đoạn video cư dân mạng cũng sẽ cho rằng cô đang chỉnh cổ mọi người tử phong quên đi hà lão sư suy nghĩ một chút nói với tử phong không cần quản internet những kia ác bình luận người trước đem tiểu tử nuôi lớn phỏng chừng lớn hơn một chút hẳn là có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là động vật gì vừa mới sinh ra tiểu động vật quả thật có chút hình thù kỳ quái nói không chừng đây là một cái viễn cổ giống loài trong mắt Hà Lão Sư, chỉ cần chờ tiểu tử kia trưởng thành, có lẽ có thể nhìn ra. Tử Phong mùi mùi nghe vậy gật gật đầu, đi tới trước mặt Trần Diệu, cuối người ông lấy Trần Diệu. Tiểu gia hỏa, ngươi về sau liền đi theo tỷ tỷ đi. Cô gái dịu dàng nói với Trần Diệu. Anh yên tâm, chị nhất định sẽ đối tốt với anh. Nhìn vành mắt đỏ ửng vì sốt ruột của cô, trong lòng Trần Diệu có chút cảm động. Tuy rằng hắn không biết mình là giống loài gì nhưng dù sao đi nữa tử phong mùi mùi cũng không có ghét bỏ chính mình cũng không có bởi vì mình nhỏ gầy xấu xí mà buông tha chính mình chỉ với điều đó thôi khiến cho trần diệu cảm thấy vô cùng ấm áp kiếp trước hắn là cái cô nhi dù là nhân sinh thời khắc cuối cùng cũng như cũ không có cảm nhận được thế giới này bất luận cái gì ấm áp ăn một mình ngủ một mình làm việc một mình tỉnh dậy một mình mà hiện tại hắn có thể cảm nhận được tử phong là thật sự rất thích mình ngay lúc này trái tim trần diệu lập tức bị hòa tan hắn há miệng nói với tử phong mùi mùi cảm ơn ngươi tử phong nhưng hắn quên mất hiện tại mình chỉ là một động vật nho nhỏ mà thôi thanh âm vừa rồi ở đám người tử phong nghe được là một con động vật nhỏ mới sinh ra bất lực kêu trên tử phong mùi mùi vội vàng vỗ vỗ đầu trần diệu dùng ngữ khí sủng ái nói ngoan không sợ a à, tỷ tỷ ở chỗ này trần diệu khóc không ra nước mắt này mẹ nó thanh âm vừa rồi của mình giống như sủng vật thật xấu hổ a à. ts cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu khen thưởng cầu vé tháng ủng hộ bảo đảm canh năm hai ngàn hoa tươi thêm canh một một trăm phiếu đánh giá thêm canh một mười tấm vé tháng thêm canh một một trăm thư tệ khen thưởng thêm canh một xin mọi người ủng hộ một chút. Chương 06 Trần Diệu Ta ăn thịt vẫn là ăn chay tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lúc Hoàng Tiểu Trù trở lại phòng nắm, đã là nửa giờ sau. Vừa vào sân, hắn liền nhìn thấy một sinh vật hình thù kỳ quái đang nằm úp sấp trên bạn trong sân. Đây là đồ chơi gì? Hoàng Tiểu Trù theo bản năng liền rống lên một tiếng trần diệu đang nằm ở nơi đó phơi nắng lười biếng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bụng phệ này lại mặc kệ để ý tới hắn cũng không phải em gái xinh đẹp thật sự là không có gì đẹp mắt hơn thế nữa ngươi mới là đồ chơi cả nhà ngươi đều là đồ chơi trần diệu ở trong lòng phun tào hoàng tiểu trù vui vẻ thay đổi phương hướng tiếp tục hấp thu ánh mặt trời không biết vì cái gì hắn phi thường thích phơi nắng tử phong mùi mùi các nàng đi bờ biển quay chụp, đơn giản liền đem Trần Diệu ở lại phòng nắm, để cho hắn ở trên bàn phơi nắng. Thầy Hoàng, đây là một quả trứng tử phong nhặt được. Lúc này, có nhân viên công tác tới giải thích với đầu bếp Hoàng Tiểu. Trứng. Đầu bếp Hoàng trợn tròn mắt. Đi tới trước mặt Trần Diệu, Hoàng Tiểu trù từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá Trần Diệu một phen, cuối cùng xoa xoa cầm, lẩm bẩm. Đồ chơi này, Sao nhìn có chút quen mắt vậy? Hả? Trần Diệu ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn biết mình? Nghĩ về điều đó, Trần Diệu ngẩng đầu, vui vẻ hướng về phía Hoàng tiểu trù kêu một tiếng. Hoàng tiểu trù vừa mới có một chút suy nghĩ, trong nháy mắt bị cắt đứt. Quên đi, đoán chừng là động vật hoang dã kỳ quái gì đó. Nghe được tiếng Trần Diệu kêu, Hoàng tiểu trù quyết đoán từ bỏ suy nghĩ, khoác tay nói với nhân viên công tác làm ổ cho hắn, nếu là khách mới của nhà nắm chúng ta, vậy phải có nhà. Này! Trần Diệu nghe được mấy câu này, nhất thời tâm tình rất tốt. Hoàng tiểu trù này tuy rằng lớn lên không được tốt lắm, hơi có chút dầu mỡ, nhưng tâm ngược lại cũng không tệ lắm. Tử phong mùi mùi ngược lại rất thích mình, muốn cho mình ở cùng nàng. Bất quá Trần Diệu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nói đi. Kiếp trước, hắn là một cái tư tưởng rất truyền thống người, vẫn luôn rất chính phái đời này cho dù biến thành động vật hắn vẫn cảm thấy mình nếu ở cùng một cô gái có chút không được tự nhiên sớm thôi nhân viên công tác thật sự làm cho trần diệu một cái ổ căn nhà nhỏ làm bằng gỗ có chút giống như bàn máy tính bên trong trống không trải chăng còn có một cái đĩa và một cái cốc nước cũng không tệ lắm trần diệu liếc mắt một cái nhưng căn bản không bò về phía bên kia chuyện phơi nắng nhàn nhã như vậy là không cho phép bị cắt ngang tiểu tử này ăn chay hay ăn thịt đầu bếp hoàng nghĩ đến một việc hỏi nhân viên công tác cái này thật đúng là không biết nhân viên kia cười khổ nói là tử phong mùi mùi nhặt về các nàng đi quay ngoại cảnh lập tức trở về được rồi đầu bếp hoàng gật đầu đúng lúc này ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào quả nhiên là tử phong mùi mùi bọn họ kết thúc quay ngoài cảnh, về tới nhà nắm. Tiểu tử kia, tỷ tỷ đã trở lại. Nương theo thanh âm hưng phấn của tử phong mùi mùi, nàng một đường chạy chậm đi tới trước mặt Trần Diệu. Mau nhìn, tỷ tỷ mang cá cho ngươi. Tử phong mùi mùi đem một con cá vui vẻ dơ lên trước mặt Trần Diệu. Trần Diệu vẽ mặt mơ hồ. Chết tiệt! Đây là ý gì, để cho ta ăn sống sao? Ngay lúc này hắn rốt cục luống cuống. Bởi vì không biết mình rốt cục là động vật gì, Trần Diệu căn bản không biết mình rốt cuộc có nên ăn con cá này hay không? Ăn. Hay là không ăn? Đây là một vấn đề. Trần Diệu vẻ mặt mờ mịt, nhìn con cá bậy ở trước mặt mình, lâm vào tự mình hoài nghi thật sâu. Tiểu tử kia sao lại không ăn? Lúc này, tử phong mùi mùi kỳ quái nhìn Trần Diệu nói. Chẳng lẽ tiểu tử kia là ăn chay? thật đúng là có khả năng. Bành bành xoa cầm nói. Ta thấy có không ít động vật ăn chay, bọn họ ăn cỏ xanh gì đó, ví dụ như dê núi chẳng phải sao. Ngươi mới là dê, cả nhà ngươi đều là dê. Trần Diệu tức giận nhìn bành bành. Nhưng bộ dạng hiện tại của hắn, mặc dù trừng mắt, làm cho người ta có cảm giác ngây ngô đáng yêu. Dẫn tới một trận cười vang của mọi người. Kết quả là... Một lát sau, một nắm cỏ xanh nhỏ, đặt ở trước mặt Trần Diệu. Mẹ kiếp. Nhìn cỏ xanh và cá tươi, Trần Diệu thật sự bối rối. PS. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu vé tháng ủng hộ. Bảo đảm canh năm, 2000 hoa tươi thêm canh một 100 phiếu đánh giá thêm canh một 10 tấm vé tháng thêm canh một 100 thư tệ khen thưởng thêm canh 1. Xin mọi người ủng hộ một chút. Chương 7 đây là nắm phòng nhà mới người, 7, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trần Diệu ghé vào nơi đó, ánh mắt chuyển động qua lại giữa cỏ xanh và cá tươi. Hắn do dự. Đám người hoàng tiểu trù thấy vậy, tất cả đều buồn cười. Chờ một chút. Lúc này, đạo diễn Vương Chinh Vũ đột nhiên đứng ra. Tôi cảm thấy, nhóc con hình như có thể tham gia quay phim của chúng ta. Vương Chinh Vũ nói với mọi người có thể không? Tử phong mùi mùi có chút kinh ngạc. Hoàng tiểu trụ cùng hà lão sư hai người nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, trăm miệng một lời nói. Ta cảm thấy có thể. Tuy rằng tiểu gia hỏa này lớn lên không tính là đẹp mắt, thậm chí có thể nói là có chút hình thù kỳ quái. Nhưng dù sao cũng là tử phong mùi mùi tự tay nhặt về. Và nó được sinh ra trong ngôi nhà nấm, và điều đó cũng có ý nghĩa phi thường vậy hắn tên là gì? Bành bành ở một bên tò mò nói. Cái này có thể khiến khán giả đặt tên cho anh ta. Thầy Hà cười nói. Tôi cảm thấy khẳng định rất thú vị. Tiểu tử kia, có nghe không, sau này ngươi phải trở thành thành viên của phòng nắm rồi. Tử phong mùi mùi đi tới trước mặt Trần Diệu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, ôn nhu nói. Ồ, Trần Diệu tự nhiên nghe được bọn họ nói, nhưng hắn lại không có cảm giác gì bản thân cũng là chuyện không sao cả ký lai like chi tắt an chi hiện giờ thân thể này của mình căn bản ngay cả đi săn cũng không làm được đã có người nguyện ý nuôi mình vậy hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt thành viên mới của Musum house là gì đùa thôi một đám người hầu thôi trần diệu đắc ý ngẩng đầu lên cò cò bàn tay tử phong muội muội ha ha hắn thật ngoan tử phong muội muội vui vẻ nở nụ cười sớm thôi camera được bật lên chương trình chính thức bắt đầu phát sóng trực tiếp chào các vị khán giả thầy hà đứng trước ống kính máy quay cười nói với khán giả trong phòng trực tiếp hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một thành viên mới của mùa giải ngôi nhà nắm của chúng tôi tuy rằng danh tiếng giảm xuống tỷ lệ người xem giảm xuống nhưng người xem trung thành hướng tới vẫn không ít giờ phút này trong phòng truyền hình trực tiếp có tới 3 triệu người xem đang online. Nghe được lời của Hà Lão Sư, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Nằm rảnh. Tình huống gì, hướng tới mùa này muốn tăng thêm khách quý. Lúc trước không nghe nói a à, chuyện gì xảy ra, đột nhiên quyết định sao. Hẳn là không phải chứ, có thể là Lưu Hạo Nhiên hay không. Không phải, em trai Hạo Nhiên nhận chương trình giải trí khác. Đó là tình huống gì, không hiểu sao lại thêm người vào. Đại hoa sẽ không trở về chứ? Không có khả năng, người ta có chương trình giải trí cao lệ muốn tham gia, sao có thể trở về? Có phải tổ làm chương trình lại đang làm việc không? Cái này có thể nói không chính xác. Trên màn hình trực tiếp, khán giả nghị luận sôi nổi. Rõ ràng, đối với chuyện tổ tiết mục tăng thêm thành viên mới, bọn họ đều có chút khó chấp nhận. Thầy Hai nhìn tin tức trên màn đạn, trực tiếp nở nụ cười. Mọi người đừng hiểu lầm. Nhìn màn đạn, Hà lão sư vội vàng giải thích nói: "Chúng ta thành viên mới không phải nhân loại mà là nó." Nói chuyện. Hắn tránh ống kính ra, thân ảnh Trần Diệu xuất hiện trong camera. "Chào mọi người, đây là tiểu tử hôm nay ta nhặt về." Em gái Tử Phong đứng bên cạnh Trần Diệu, giới thiệu với khán giả. "Tiểu tử này ban đầu là một quả trứng, tin rằng không ít khán giả xin lỗi nên nhìn thấy nó." Buổi chiều, tiểu tử kia đụng vỡ vỏ trứng, rốt cục nở ra, tuy rằng không đẹp lắm, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không biết nó rốt cục là động vật gì, nhưng mọi người vẫn quyết định đem nó làm thành viên mới của nhà nắm mùa này của chúng ta. Đúng vậy. Hoàng tiểu trù lúc này tiếp tục nói, cậu bé này sinh ra ở nhà nắm, đối với tất cả chúng ta mà nói, là một loại duyên phận. Với tầng duyên phận này, chúng ta cũng hy vọng nó có thể cùng chúng ta hướng tới mùa thứ sáu cùng nhau trưởng thành. Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới trong Musum House OH. Thầy Hà cười nói với khán giả. Văn, lầm lẫn, giả dối. Trần Diệu liếc mắt, lười biến di chuyển thân thể, thay đổi vị trí, để ánh mặt trời chiếu lên người mình. Ừm. Thật thoải mái. Cái gì gia đình, các ngươi đều là đầy tớ của ta. PS. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu vé tháng ủng hộ. Bảo đảm canh năm, 2.000 hoa tươi thêm canh 1, 100 phiếu đánh giá thêm canh 1, 10 tấm vé tháng thêm canh 1, 100 thư tệ khen thưởng thêm canh 1. Xin mọi người ủng hộ một chút. Chương 08 Người mới là động vật ăn cỏ, 8, cầu tươi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Động tác của Trần Diệu Tự nhiên bị khán giả chú ý tới. Hơn nữa nhìn thấy hắn né tránh hoàng tiểu trù ngăn cản địa phương của mình, đổi một cái có thể bị ánh mặt trời phơi đến địa phương tiếp tục phơi nắng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Màn đạn lập tức náo nhiệt không thôi. Cái này, tiểu gia hỏa này thật thông minh a. À? Thấy chưa, hắn cư nhiên sẽ tự mình tìm kiếm ánh mặt trời. Ha ha, bộ dáng lười biếng này giống như ta. Cái này cũng quá đáng yêu đi. Tôi thích. Thật sự rất thú vị, nhưng nó xấu quá. Đúng vậy, tuy rằng nhìn không ra là động vật gì, nhưng quả thật có chút xấu. Rất bình thường, trẻ con mới sinh ra cũng rất xấu. Các ngươi thật nhàm chán, người ta là một tiểu động vật, các ngươi lại ghét bỏ người ta xấu, người ta không chừng còn ghét bỏ các ngươi. Lời này nói rất đúng, trong góc nhìn của động vật, con người thật sự rất xấu. Thật đúng là đừng nói bởi vì trần diệu động tác nhỏ này hướng tới phòng truyền hình nhiệt độ dĩ nhiên càng ngày càng cao tin tức trên màn đạn tự nhiên cũng bị đám người hà lão sư thấy được bọn họ nhìn về phía cái bàn phía sau lại thình lình phát hiện tiểu tử kia dĩ nhiên thật sự thay đổi một tư thế cái này tiểu gia hỏa này thật thông minh a à? bành bành tự đáy lòng cảm thán nói đúng vậy lại còn có thể tự mình điều chỉnh phương hướng ý hưng cũng gật đầu nói cái này nói không chừng. Ngược lại Hà lão sư tương đối lý trí nói, có thể là bản năng của động vật. Trần Diệu nghe vậy khinh bỉ nhìn hắn một cái, liếc mắt một cái. Nhân loại ngu xuẩn a. À? Cho ngươi một ánh mắt, ngươi tự mình lĩnh hội đi. Đúng rồi, nó còn không có tên, hai ngày nay chúng ta tiết mục chính thức micro hội khai thông một cái bỏ phiếu hoạt động, mời mọi người vì hắn đặt tên đi. Hoàng Tiểu Trùng nhớ tới một chuyện, nói với khán giả, đây là chuyện tổ tiết mục đã thương lượng xong. Mục đích chính là để huy động tính tích cực của khán giả. Dù sao nếu mọi người có thể tích cực tham gia tiết mục, tự nhiên cũng sẽ xem tiết mục. Nó được gọi là cảm giác thay thế. Quả nhiên. Nghe được Hoàng Tiểu Trù nói, màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp lại náo nhiệt không thôi. Không ít người dứt khoát đem tên mình nghĩ đến phát ra. Cái gì sửu sửu? tiểu cơ linh các loại loạn thất bát tao tên đều ra lò. Thái quá nhất lại có người đặt tên cho Trần Diệu là 50 độ hôi. Nghe được bành bành đọc xong màn đạn này, Trần Diệu làm trà liền xuyên quy. Anh ấy muốn hát cho anh ta nghe một bài. Nghe tôi nói cảm ơn anh. Đùa quốc tế cái gì? Thật cho rằng mình chưa từng xem phim, không biết 50 độ xám là cái đồ chơi gì sao. Cái kia, chúng ta vẫn nên suy nghĩ một chút tiểu tử kia ăn cái gì đi. Lúc này, Ý Hưng tiến đến trước mặt Trần Diệu, nhìn hắn nói. Trải qua hắn nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới. Thằng nhóc này sinh ra đến bây giờ, còn chưa ăn cái gì. Vì vậy, cỏ xanh và cá tươi lần nữa được đặt trước mặt Trần Diệu. Và lần này, còn có thêm mấy cái máy quay 360 độ không góc chết quay chụp hắn. Thêm nữa, còn có phòng truyền hình trực tiếp bên trong gần 3 triệu khán giả cũng đang nhìn. Họ đều tò mò. Tiểu gia hỏa nhìn qua có chút xấu xí này, rốt cuộc là động vật ăn chay hay là động vật ăn thịt. Nhưng mà khiến mọi người bất ngờ chính là Trần Diệu chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nhưng căn bản không có động tác gì. Điều này có nghĩa là gì? Gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau chẳng lẽ hắn không phân biệt được hai loại thức ăn này bành bành lớn mật suy đoán không biết cái nào mình có thể ăn cái nào không thể ăn đúng 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 tôi thấy rất nhiều động vật nhỏ đều phải từ từ mới học được cách phân biệt thức ăn ý hưng ở bên cạnh phụ họa nói trần diệu nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn cũng lười chăm chọc hắn thật sự cho rằng ta không biết chuyện lúc trước ngươi bị người ta lừa ăn cỏ sao nghĩ đến đây Trần Diệu lười biến không mang theo một tia khói lửa nhìn thoáng qua Ý Hưng, chậm rãi nâng móng vuốt của mình lên, đem một đống cỏ xanh kia đẩy về phía Ý Hưng. Chết tiệt! Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp, trong nháy mắt nổ tung. Ha 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 ha! Nằm rảnh! Đây, đây là động vật kỳ quái gì? Cái này cũng quá thông minh đi. Cho nên, hắn đây là chọn thịt tôi cảm thấy hình như anh ta đang khinh bỉ ý hưng cười chết rồi đem cỏ xanh giao cho ý hưng chẳng lẽ nó biết ý hưng gọi là cừu nhỏ ý hưng cả người đều không tốt đáng thương cho ý hưng nhà chúng ta ngay cả một tiểu động vật cũng khinh bỉ hắn ps cầu hoa tươi cầu đánh giá phiếu cầu khen thưởng cầu vé tháng ủng hộ bảo đảm canh năm hai ngàn hoa tươi thêm canh một một trăm phiếu đánh giá thêm canh một 18 tấm vé tháng thêm canh một, 100 thư tệ khen thưởng thêm canh một. Xin mọi người ủng hộ một chút. Chương 09. Đồ đần mới ăn thịt sống. 1. Cầu hoa tươi bình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ý Hương trợn mắt há hốc mồm. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Chính mình lại bị một con mới sinh ra tiểu động vật cho khinh bỉ. Chính xác. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong ánh mắt của tiểu tử kia lộ ra sự khinh bỉ hơn nữa cỏ xanh đặt ở trước mặt mình ý hưng lập tức có loại cảm giác chết xã hội trần diệu mặc kệ người này tuy rằng cỏ xanh cho ý hứng nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ăn con cá kia mặc dù bề ngoài là một con vật nhưng bên trong anh ta vẫn là một con người cũng không phải giặc nhật ăn cá sống gì nghĩ đến đây trần diệu ánh mắt tại mấy người trên người đảo qua nguyên bản hắn là muốn đem cá cũng giao cho bọn họ bất quá nghĩ nghĩ chính mình làm như vậy thật sự là có chút kinh thế hải tục cho nên hắn dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng dù sao cũng là động vật nhỏ mới sinh ra làm gì cũng hợp tình hợp lý thấy một màn như vậy phòng nắm đám người này hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn là hoàng tiểu trù làm chủ nói có thể tiểu tử kia không thích ăn cá thích ăn thịt sống có khả năng đúng không thể nói là động vật ăn thịt đúng 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 mấy người vẽ mặt vui vẻ ở nơi đó thảo luận nghe được lời của bọn họ Trần Diệu cũng đã hết chỗ nói thật là một đám nhân loại ngu xuẩn đầu óc cũng không xoay chuyển kẻ ngốc mới ăn thịt sống quên chuyện đó đi hắn cũng lười so đo với những người này mọi người hàng huyên trong chốc lát xem Trần Diệu vẫn không có động tĩnh liền đành phải tiếp tục làm từng người sự tình hôm nay có khách quý muốn tới bọn họ còn muốn tiến hành quay chụp mà trần diệu bên này phơi nắng một hồi mặt trời để ấm áp ánh mặt trời ở trên người mình vuốt ve quả thực thoải mái vô cùng hắn thậm chí cảm thấy nếu cứ tiếp tục phơi nắng như vậy không hẳn không phải là một chuyện tốt không biết qua bao lâu trần diệu hôn mê ngủ thiếp đi anh ấy có một giấc mơ mơ thấy mình ăn một bữa tiệc lớn nhưng nói đến đứng lên. Có lẽ là do nằm mơ, bữa tiệc lớn này mặc kệ hắn ăn như thế nào, đều ăn không đủ no. Không biết đã qua bao lâu. Trần Diệu bị một trận ồn ào đánh thức. Theo phương hướng thanh âm truyền đến, hắn thấy được một đám người cách đó không xa, Tử Phong muội muội bọn họ đang cùng hai người trẻ tuổi đứng chung một chỗ, nam là Lưu Hạo Nhiên, nữ là Văn Kỳ. Mà chính hắn thì bị người từ trên bàn ông xuống, đặt ở trên mặt đất ổ con cá kia đã chết nhưng vẫn đặt ở trên đĩa trước mặt mình ngu xuẩn trong lòng trần diệu yên lặng nói thầm một câu sau đó hắn ngửi thấy một mùi thơm ngẩng đầu lên liền thấy đầu bếp hoàng đang bận rộn trong bếp con ngươi vừa chuyển trần diệu đứng lên dùng miệng nằm con cá kia từng bước từng bước đi vào phòng bếp hắn cũng không có chú ý tới chính mình cách đó không xa mấy cái camera đã nhắm ngay hắn ở phòng truyền hình trực tiếp khán giả trong mắt đến xem, cái kia mặc dù có chút xấu, nhưng rất đáng yêu tiểu gia hỏa, mơ mơ màng màng từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn bốn phía một chút, cuối cùng đem ánh mắt hướng về phía phòng bếp. Sau đó đứng lên, ngậm con cá kia, lão đảo đi về phía phòng bếp. Bộ dáng ngu xuẩn đáng yêu, thật sự là làm cho người ta nhìn không được muốn cười ra tiếng. Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp, lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ai nha, Tiểu tử kia tỉnh rồi. Thật đáng yêu. Nó đây là muốn làm gì? Cảm giác như đang đi vào bếp. Ha ha, không phải là bị mùi nấu cơm của thầy Hoàng hấp dẫn chứ? Có khả năng. Tài nấu nướng của Hoàng lão sư rốt cục vượt qua chủng tộc, ảnh hưởng đến giới động vật sao? Ta cảm giác hình như là đói bụng, đi phòng bếp tìm đồ ăn. Ha 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 ha. Thần mẹ nó vượt qua chủng tộc Bất quá tiểu tử này bộ dáng thật đáng yêu, tuy rằng hơi xấu, nhưng thật đúng là đừng nói, rất đáng yêu. Đúng vậy, hơn nữa bốn cái móng vuốt trên mặt đất lắc lư, nhìn như một đứa trẻ. Phải biết, nhân loại đối với từ đáng yêu này là phi thường khó có thể chống cự. Bất kể là người nào, gặp phải manh vật, đều sẽ sinh lòng thích. Giống như bây giờ. Nhìn tiểu tử đáng yêu miệng nằm cá hướng phòng bếp mà đi, khán giả lập tức hứng thú nó muốn làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều tò mò. Mà Trần Diệu bên này, hành vi của hắn lại làm cho tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì ngậm cá đi tới phòng bếp về sau, hắn cũng không có dựa theo mọi người suy đoán như vậy, đi tìm cái gì ăn. Mà là trực tiếp đi tới trước mặt Hoàng Tiểu Trù đang nấu cơm. Ờ, tiểu tử kia tỉnh rồi. Hoàng Tiểu Trù đang xào rau đâu rồi, vừa cúi đầu thấy được Trần Diệu, cười nói. Còn đem cá mang đến, thế nào, để cho ta cho ngươi cắt một chút. Hắn cho rằng tiểu tử này là đến để cho mình cắt cá. Nhưng một giây sau, một động tác của Trần Diệu lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. T.S. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, cầu vé tháng ủng hộ. Chương 10 Cá nướng tiểu năng thủ, 2, cầu hoa tươi bình bạn đang nghe tại truyện chấm audio dưới cái nhìn chăm chú của hàng triệu người trong phòng truyền hình trực tiếp trần diệu cũng không có đem con cá kia giao cho hoàng tiểu trù mà là hất đầu đem cá ném vào trên đống lửa trong bếp chết tiệt thấy một màn như vậy vô số người thốt ra một câu quốc túy không ai nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại làm như vậy ai nha hoàng tiểu trù kinh hô một tiếng vội vàng cúi đầu chuẩn bị đem con cá kia lấy ra. Kết quả hắn mới vừa đưa kẹp củi lửa trong tay qua, thân thể nho nhỏ của Trần Diệu lại dơ lên một móng vuốt, đụng tới kẹp của Hoàng Tiểu Trù. Đầu bếp Hoàng ngây ngẩn cả người. Đừng nói hắn nữa. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, giờ khắc này cũng trợn tròn mắt. Nằm rảnh. Điều này có nghĩa là gì? Đừng nói với ta, tiểu gia hỏa này là cố ý, nó muốn ăn cá nướng trời ạ à, đây là yêu quái đi thành tinh quả thực trên lầu ngươi có chút đầu óc được hay không rất nhiều động vật chỉ số thông minh kỳ thật là tương đương với chúng ta nhân loại mấy tháng thậm chí mấy tuổi hài tử đúng vậy động vật cũng không phải đều ngu xuẩn không nên nhìn bọn họ quá ngu xuẩn được không được rồi là ta kiến thức nông trạng tiểu gia hỏa này thật thông minh a à, hắn lại muốn ăn cá nướng ha 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 thầy hoàng đã trợn tròn mắt rồi làm sao bây giờ, sủng vật nhà ta muốn ăn cá nướng, online chờ, rất gấp. Trên mạng đạn náo nhiệt không thôi, rất nhiều người thậm chí còn chụp lại video này, chuẩn bị đăng lên ui bồ. Nói thật đi. Trong chương trình nuôi động vật nhỏ không có gì lạ. Nhưng động vật nhỏ thông minh như vậy, lại phi thường hiếm thấy. Mặc kệ tiểu tử này là trải qua huấn luyện, hay là trời sinh đã như thế, hành vi này đều rất thú vị. Cái này mọi người trong lòng biết rõ ràng. Hướng tới nhiệt độ hiện tại không còn, cần tràn diện như vậy. Ngôi nhà nắm. Trần Diệu đương nhiên không biết, hành vi của mình đã làm cho rất nhiều người đều hô to khiếp sợ. Nhưng cho dù biết, hắn cũng sẽ không để ý. Tuy rằng biến thành một con động vật, nhưng Trần Diệu là tuyệt đối sẽ không ăn cái gì thức ăn sống, hắn muốn ăn chính. Móng vuốt ở trên đống lửa cào một cái, đem con cá kia lật một chút, trần diệu bỗng nhiên chú ý tới một việc hắn phát hiện móng vuốt của mình dĩ nhiên không sợ lửa nướng ngọn lửa trong bếp nhiệt độ cũng không thấp nhưng móng vuốt của mình đưa vào lại hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào có chút ý tứ trong lòng có chút kinh ngạc trần diệu phản ứng đầu tiên là sau này mình chẳng phải là có thể tùy tiện nướng thịt ăn sao ngươi tiểu gia hỏa này lúc này thanh âm bất đắc dĩ của hoàng tiểu trù vang lên Hắn nhìn Trần Diệu đẩy con cá kia, khóe miệng run rẩy. Này mẹ nó. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, hoàng tiểu trù lần đầu tiên gặp phải sinh vật kỳ quái như vậy. Bất quá lại nói tiếp cũng rất thú vị, nhìn nó có chút vụng về ở nơi đó cố gắng nướng cá, hoàng tiểu trù bỗng nhiên cảm thấy đây có lẽ là tiết mục cần xem một chút. Nghĩ đến đây, hắn cười hì hì nói với Trần Diệu. "Nào, nhóc con, cậu van cầu tôi, tôi sẽ nướng cá giúp cậu." ngu ngốc. Trần Diệu liếc mắt, đối với hành vi nhàm chán của hắn thật sự là lười phun tào. Con người luôn thích như vậy, làm những chuyện vô dụng, rồi lại nhìn qua rất ngu xuẩn đến từ tôi say mê. Nói thật đi. Trước đây không có cảm giác gì. Hiện tại làm một cái động vật, Trần Diệu bỗng nhiên phát hiện, dùng như vậy góc nhìn đi quan sát thế giới này, ngược lại là rất thú vị. Thấy Trần Diệu không để ý tới mình, Hoàng Tiểu Trù cũng không tức giận hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động lấy ra một cái đĩa nhỏ ở phía trên đặt mấy miếng thịt hầm chuẩn bị cho mọi người ăn suy nghĩ một chút hắn lại lấy ra vài miếng thịt sống đắp lên trên nồi thịt tiểu tử kia lại đây ăn cái này hoàng tiểu trù chỉ vào để nói với trần diệu ngu ngốc trong lòng lại một lần nữa tỏ vẻ khinh bỉ đối với hành vi này của hoàng tiểu trù trần diệu rốt cục vẫn là khống chế không được trong cơ thể cảm giác đói khác Cất bước đi tới cái kia một đĩa thịt trước mặt. Mà lúc này, khán giả trong phòng truyền hình cũng tập trung tinh thần xem. Họ tò mò. Tiểu gia hỏa này đối mặt với thịt sống cùng thức ăn chính, sẽ chọn như thế nào? Dù biết rõ chỉ số thông minh của động vật không cao như vậy, cũng không biết vì sao mọi người vẫn tràn ngập chờ mong đối với tiểu gia hỏa này. ts, Hôm nay hoa tươi nếu như có thể đạt tới 5.000, hoặc là đánh giá phiếu đến 300. 10 càng đưa lên. Nếu như vé tháng có thể đạt tới 20, hoặc là có 100 thư tệ khen thưởng, đồng dạng 10 càng. Cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu khen thưởng, cầu phiếu tháng ủng hộ. Hướng tới tác giả cũ, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm.